Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, nghề nào cũng vinh quang và làm việc gì cũng phải cố gắng chuyên tâm, không chủ quan, đại khái. Vì thế, tất cả mọi người ở mọi địa vị, vị trí công tác, trong mọi hoàn cảnh đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, đội ngũ các nhà giáo ở huyện Bắc Tân Uyên luôn nêu cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để nâng cao trình độ, trau dồi về nghiệp vụ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Huyện Bắc Tân Uyên được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 2014. Những năm đầu mới đi vào hoạt động, ngành giáo dục huyện gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về đội ngũ giáo viên. Nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể thầy cô giáo và các em học sinh, toàn ngành đã nỗ lực vượt khó, ra sức thi đua dạy tốt học tốt, từng bước đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương. Thời gian qua, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ thầy cô giáo trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bắc Tân Uyên đã chỉ đạo các trường đẩy mạnh việc học và làm theo Bác về tinh thần trách nhiệm thông qua những mô hình hay, cách làm hiệu quả, ý nghĩa và có sự lan tỏa rộng rãi. Nổi bật là mô hình nêu cao trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích của đội ngũ thầy cô giáo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó thì các trường đã cụ thể hóa mô hình này thành những nội dung cụ thể như đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn ở các trường tiểu học hay sinh hoạt các tổ bộ môn theo hình thức liên trường, thao giảng chuyên đề ở cấp trung học cơ sở. Bản thân tôi thì nhận thấy là cái chuyên đề này rất là hay, bởi vì nó nâng cao được cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường, nâng cao cái chất lượng giảng dạy. Thì thông qua đó, mỗi đảng viên là giáo viên thì biết tự soi, tự sửa, và cán bộ thì sẽ thực hiện được cái noi gương trong công tác của mình. Thì qua một học kỳ thì tôi thấy là chuyển biến rất là tốt trong cái việc thực hiện thông qua mà đánh giá cái chất lượng của học kỳ 1. Và từng cán bộ đảng viên cũng có tinh thần trách nhiệm, thấy được những cái mình làm được cũng như là những cái cần phải phấn đấu trong học kỳ 2. Chi ủy, ban giám hiệu nhà trường đã triển khai kế hoạch đến toàn thể các giáo viên trong toàn trường tổ chức các cái hoạt động với nhiều cái hình thức phù hợp, như là sinh hoạt cho chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tổ chức sinh hoạt liên trường. Qua đó thì các giáo viên sẽ trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó mà nâng cao được cái kết quả giảng dạy của cái bộ môn mình. Đặc biệt là với cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trong nhà trường, thì có rất là nhiều học sinh có cái sự tiến bộ vượt bậc được ghi nhận trong cái kết quả học kỳ 1, có những học sinh nghèo vượt khó. Trong năm học 2022-2023, với quyết tâm kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, để thực hiện, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy chất lượng, hiệu quả giáo dục làm trọng tâm, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Ngoài ra, các trường cũng chú trọng tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế như tham quan các di tích lịch sử, phát động phong trào bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, bảo vệ cơ sở vật chất trường lớp. Qua đó, giáo dục toàn diện cho các em trở thành những công dân tốt, có ích cho gia đình, xã hội trong tương lai. Tất cả cán bộ công chức viên chức của ngành đào tạo huyện đã khắc phục khó khăn để tổ chức triển khai đưa chất lượng giáo dục trên địa bàn toàn huyện được duy trì và phát triển. Nổi trội nhất đó là cái việc nâng cao chất lượng giáo dục tuyển sinh 10 trên địa bàn huyện trong 3 năm gần đây, xếp hạng 4 và hạng 3 trên 9 huyện thị thành phố. Trong cái dịp kỷ niệm 40 năm ngày giáo Việt Nam thì ngành giáo dục đào tạo huyện cũng được 7 tập thể và 3 cá nhân được tuyên dương khen thưởng ở cấp tỉnh, đặc biệt là cái chất lượng giáo dục cũng như là cái việc thực hiện đổi mới chương trình phổ thông của đơn vị trong thời gian qua là một cái đơn vị điển hình của huyện và đã được tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh tuyên dương là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cái giai đoạn 1982 và 2022. Gần 10 năm qua, ngành giáo dục đào tạo huyện Bắc Tân Uyên đã nỗ lực vượt khó, vươn lên và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Với những kết quả đạt được,
Trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai những mô hình mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm của tất cả cán bộ công chức viên chức từ huyện đến cơ sở, để xứng tầm với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và đáp ứng với niềm tin của nhân dân.